xin chào tất cả các bạn, chúng mình các bạn đã đến với bài tìm hiểu về type conversion, chuyển kiểu, type conversion hay là chuyển kiểu là chuyển kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác và có hai cái kiểu chuyển kiểu đó là implicit type conversion tức là chuyển kiểu ngầm định, còn gọi là chuyển kiểu tự động tức là automatic type conversion và Implicit type conversion là chuyển kiểu tường minh implicit style conversion là chỉ kiểu ngầm định thì sẽ được xác định bởi trình biên dịch và xảy ra ở trong biểu thức khi có nhiều hơn một cái kiểu dữ liệu và tất cả các cái kiểu dữ liệu của biến được nâng cấp lên là thành là kiểu dữ liệu của biến với kiểu dữ liệu lớn nhất và lúc này thì chúng ta có cái nguyên tắc là kiểu dữ liệu bo thì có thể nâng cấp lên thành, thành CHA, có thể nâng cấp lên thành là SHORT in có thể nâng cấp lên thành, thành int thành là unsigned int, thành kiểu dữ liệu long thành unsigned thành kiểu dữ liệu long long thành kiểu dữ liệu float thành là double thành là long double ở trong phần demo sẽ demo về chuyển kiểu ngầm định kích mở dự án ở trong Visual Studio và kích phải lựa chọn Add lựa chọn New đồng và lúc này chúng ta có thể là đưa vào implicit type conversion và nhấn enter ở trong cái nội dung của file sinh ra thì tương tự với các cái phần xử lý là copy cái nội dung của file cũ và sau đó là dán vào chuyển lại cái nội dung của file cũ và đổi cái tên của hàm main thành là main13 và ở trong nội dung này thì chúng ta có thể bỏ đi các phần là xử lý ở bên trong với implicit type conversion để cho phép là chuyển kiểu ngầm định và lúc này chúng ta có thể là khai báo biến a và gắn cái giá trị đó là hai và khai báo biến đó là biến x và gắn là a cho x thì lúc này kiểu dữ liệu của a là kiểu số nguyên và khi thực hiện cái phép toán gắn a cho x ít là kiểu số thực với cái kích thước lớn hơn so với kiểu số nguyên thì sẽ xảy ra cái tình trạng là chúng ta xem xét cái trường hợp là biến A là giống như cái cốc nước và khi thực hiện là gán cốc nước này và đổ cốc nước này vào cho một cái cốc lớn hơn thì sẽ là tương tự như thế này có nghĩa là cái cốc lớn hơn có thể là chứa toàn bộ các cái dữ liệu và các cái thông tin cũng như là lượng nước của cái cốc nhỏ hơn và không bị mất mát dữ liệu và khi thực hiện phép chuyển này thì có thể là hiển thị giá trị của biến x cũng như là kiểu dữ liệu của biến x thì chúng ta có thể là thấy là type ID và xác định name. và sau đó thì có thể hiển thị giá trị của biến x và là xuống dòng nhấn F5 để thực hiện chương trình và lúc này thì chúng ta có thể thấy là kiểu dữ liệu của biến x là float 2 Tiếp tục là xem xét trường hợp là khai báo kiểu salary, biến salary và có kiểu là double thì chúng ta có thể là gán ít cho salary và có thể hiển thị cái thông tin của thành phần này thì chúng ta sẽ là copy và dán vào. Sau đó là hiển thị kiểu dữ liệu của salary cũng như là Hiển định giá trị của salary. Thế tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cái trường hợp đó là khai báo kiểu lủng C. auto và có thể là xác định s và bằng giá trị 3 nhân với 4.0 nhân với là 2.0f và trừ đi 5 lon lon và có thể hiển thị cái thông tin về kiểu dữ liệu của biến s s thì lúc này sẽ là đưa vào và hiển thị tên của biến tên của kiểu dữ liệu của biến cũng như là giá trị nhận được lại like đi xuống dần và kích vào run local window tại lúc này chúng ta có thể thấy được là cái kiểu dữ liệu của biến s thì là kiểu double và dựa theo cái nguyên tắc kiểu dữ liệu của 3 là kiểu ngầm định đó là kiểu int, kiểu dữ liệu của 4 kiểu ngầm định đó là kiểu double, kiểu dữ liệu khi sử dụng hậu tố f là kiểu dữ liệu float và kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu long long thì rõ ràng kiểu dữ liệu double là kiểu lớn nhất và có thể chứa được tất cả các cái kiểu dữ liệu khác kiểu in kiểu float và kiểu lon lon và không xảy ra cái tình trạng mất dữ liệu và hệ thống sẽ tự động là chuyển kiểu lon thành là kiểu double chuyển kiểu float thành kiểu double và chuyển kiểu lon lon thành kiểu là double và cái kết quả cuối cùng là kiểu dữ liệu double Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.